chúng ta có số 7 triệu 346.521,032. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem giá trị của cùng một chữ số nhưng đặt ở hai hàng khác nhau sẽ khác biệt như thế nào. Cụ thể, ta sẽ xét chữ số 3 đầu tiên tính từ trái sang và chữ số 3 đầu tiên tính từ phải sang. Giá trị của chữ số 3 ở phía bên trái sẽ gấp bao nhiêu lần giá trị của chữ số 3 ở bên phải. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải biết các chữ số 3 đó thuộc hàng giá trị nào. Trước tiên, ta sẽ viết ra tất cả các hàng giá trị của số đã cho. Chữ số 1 thuộc hàng đơn vị, dịch sang bên phải, ngay cạnh hàng đơn vị là hàng phần 10. Tiếp theo là hàng phần trăm, rồi đến hàng phần nghìn. Tiếp theo, ở phía bên trái hàng đơn vị sẽ lần lượt là hàng chục, hàng trăm, rồi đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Tiếp theo là hàng trăm nghìn. Cuối cùng là hàng triệu. Vậy chữ số 3 đầu tiên tính từ trái sang sẽ thuộc hàng nào? Câu trả lời là hàng trăm nghìn. Giá trị của chữ số 3 này bằng 3 nhân 100.000 và bằng 300.000. Còn chữ số 3 đầu tiên, tính từ phải sang thì sao? Chữ số 3 này nằm ở hàng phần trăm. Giá trị của chữ số 3 này bằng 3 nhân 1/100 và bằng 3/100 hay 0.03. Quay trở lại câu hỏi ban đầu, giá trị của chữ số 3 ở phía bên trái gấp bao nhiêu lần giá trị của chữ số 3 ở bên phải? Để trả lời câu hỏi này, ta hãy xem xét hàng giá trị của các chữ số đó. Như các bạn đã biết Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau. Nghĩa là, bắt đầu từ giá trị của chữ số 3 bên phải, chúng ta phải nhân với 10, tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần để được giá trị của chữ số 3 bên trái. 300.000 sẽ bằng với 3 phần 100 nhân với 7 thừa số 10. Nhân với 7 thừa số 10 chính là nhân với số có chữ số 1 và 7 chữ số 0 ở sau, hay chính là số 10 triệu. Ta có phép tính 3 phần 100 nhân 10 triệu. Kết quả của phép tính này có đúng bằng 300.000 không? Ta có thể viết lại phép tính thành 3 nhân 10 triệu trên 100 nhân 1. Chia tử số cho 100, ta sẽ triệt tiêu được hai chữ số 0 ở tận cùng của số 10 triệu. Chia mẫu số cho 100, ta sẽ triệt tiêu được thừa số 100, mẫu số còn lại 1. Khi bỏ đi hai chữ số 0 tận cùng của số 10 triệu, ta còn lại 100.000. Vậy trên tử còn lại, 3 nhân với 100.000 bằng 300.000. 300.000 chia 1 đúng bằng 300.000. Vậy cách làm của chúng ta hoàn toàn chính xác. Các bạn hãy nhớ nhé, mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau. Từ chữ số 3 bên phải, ta phải di chuyển 7 hàng giá trị để đến được chữ số 3 bên trái. Nghĩa là, giá trị của chữ số 3 bên trái gấp 10 triệu lần giá trị của chữ số 3 bên phải.